Gần đây, Warner Bros. Đã phát hành trailer thứ hai của Shazam Fury of the Gods, tiết lộ nhiều hơn về cốt truyện và những nhân vật sẽ xuất hiện trong bộ phim DC tiếp theo. Có rất nhiều thông tin thú vị trong đoạn giới thiệu này, chẳng hạn như thân phận và mục đích của kẻ phản diện, thách thức khổng lồ với người hùng trẻ tuổi Billy Batson và đặc biệt là sự hiện diện của những sinh vật chỉ tồn tại trong văn hóa Hy Lạp. Còn chi tiết nào quan trọng như vậy nữa và chuyện gì sẽ xảy ra trong hậu truyện Shazam? Về phim sẽ giúp bạn giải đáp tất cả những câu hỏi đó. Trailer mở đầu bằng một đại cảnh mô tả địa điểm trông khá hùng vĩ và siêu thực. Đây chính là đỉnh Olympus, bản doanh của những vị thần tối cao trong thần thoại Hy Lạp. Được biết, ngọn núi này sẽ là bối cảnh quan trọng trong truyện phim. Sở dĩ nền văn minh Hy Lạp cổ xuất hiện ở đây vì Shazam phần 2 sẽ là một phim nguyên bản của DC. Nói cách khác, câu chuyện sẽ không dựa trên một đầu truyện tranh nào có sẵn. Thực chất, những vị thần Olympus từng lộ diện trong truyện tranh DC, nhưng họ không có mối liên hệ nào tới Shazam. Với tinh thần độc lập như thế, bộ phim dấy lên một câu hỏi, nó nằm đâu trong vũ trụ của DCU? Dựa vào những thông tin được tiết lộ từ trailer đầu tiên. There's already a superhero with a red suit with a lightning bolt on it. Aquaman is literally huge and he's so manly and Batman is so cool. Có thể khẳng định phim vẫn thuộc vũ trụ điện ảnh DC với những Flash, Aquaman hay Wonder Woman. Tuy nhiên, khác với những người đàn anh, Billy Batson sẽ phải chạm trán với bộ sậu kẻ thù hoàn toàn mới. Đó là những người con gái của thần Titan Atlas, bao gồm Hespera, Calypso và Anthea. Họ đều chưa từng xuất hiện trong truyện tranh trước đây. Ngay sau khung cảnh Olympus, khán giả được thấy màn hạ cánh của ai đó. Đây là Calypso, người được cho là con gái thứ của Atlas và được thủ vai bởi Lucy Liu. Cơ mà đây mới là điều đáng chú ý hơn cả, vì sao Calypso lại có món đồ này? Cây trượng ấy là báu vật của phù thủy Shazam, đấng tối cao đã ban sức mạnh cho Billy Batson. Cũng nhờ vật phẩm này mà Billy có thể san sẻ sức mạnh cho những người anh chị em của mình. Tuy nhiên, ở cuối phần phim trước, tự tay nhân vật chính đã bẻ gãy cây quyền trượng, qua đó vô hiệu hóa năng lực của nó. Trong trailer đầu tiên, ta thấy cây trượng xuất hiện trong một viện bảo tàng và người chị của Calypso đã khôi phục nó. Ngay sau khi xuất hiện, Calypso đã gieo một quả táo vàng xuống dưới mặt đất. Trong thần thoại Hy Lạp, quả táo vàng là biểu tượng cho rất nhiều phẩm chất cao quý, chẳng hạn như trí tuệ, sắc đẹp hay sự bất tử. Được biết, cây táo vàng là món quà mà thần đất mẹ Gaia gửi tặng nữ thần Hera nhân ngày bà kết hôn với thần Zeus. Món bảo vật này, cùng với rất nhiều sinh vật khác, được cất giữ trong vườn thượng huyền Hesperides dưới sự giám sát của Ladon, một con rồng lai mãng xà khổng lồ. Đáng chú ý, Hesperides cũng là tên của nhóm ba nữ thần cai quản khu vườn quý báu này. Và bạn biết điều gì hay hơn nữa không? Họ chính là con gái của Titan Atlas. Vì vậy, có thể khẳng định những kẻ phản diện trong Shazam phần 2 cũng mang trọng trách bảo vệ cây táo thần. Sự tích về quả táo vàng chưa dừng lại. Chuyện là Eris, nữ thần của sự xung đột và bất đồng, đã rất phật lòng khi không được dự đám cưới của Peleus và Thetis, những người đã sinh ra huyền thoại Asin. Để trả thù, bà mang một quả táo vàng đến đám cưới và nói sẽ trao cho người xứng đáng nhất trong ba người, gồm thần sắc đẹp Aphrodite, thần chiến tranh Athena và thần hôn nhân Hera. Để đảm bảo tính công minh, họ mời hoàng tử Paris của thành Tora phân định. Tuy nhiên, Aphrodite đã cao tay hơn. Bà đi cửa sau bằng cách trao cho Paris người phụ nữ đẹp nhất thế gian, đó là Helen của thành Sparta. Sau khi vun vén mọi chuyện xong xuôi, Paris đưa Helen trở về thành Tora. Nhưng quân Sparta nào có để cho kho báu tuột mất dễ dàng như vậy? Họ dồn quân lực tấn công thành Tora để đòi lại Helen. Và đó là khởi nguồn của trận Trojan khốc liệt, đẫm máu trong văn hóa Hy Lạp. Tóm lại, tất cả đều xuất phát từ trái táo thần và lựa chọn của hoàng tử Paris. Vì vậy sau này, người ta thường dùng cụm phán quyết của Paris để chỉ bước ngoặt dẫn đến một cuộc chiến tranh hoặc bất kỳ sự kiện quan trọng nào khác. Đặt vào trailer Shazam, điều này cũng thật hợp lý. Hành động giao táo của Calypso cũng là lời tuyên chiến mà chị em nhà Atlas gửi đến hội anh em Billy Batson. Nhắc đến quả táo vàng trong phim, chúng ta chưa biết nó có tác dụng bất tử hóa và tút tát nhan sắc như nguyên tác hay không, nhưng ít nhất đây là một loại vũ khí cực mạnh. Ngay sau khi Calypso gieo trái táo xuống, một làn sóng mãng xà ngay lập tức nổi lên, càn quét cả thành phố. Trong phần đoạn phá hoại ấy, giọng nói hăm dọa của người chị cả Hespera vang lên. Mình sẽ giải thích kỹ hơn về những câu thoại này ở phần sau của video. Điều đáng chú ý bây giờ là việc Hespera chĩa thẳng mũi rìu về phía Shazam. Champions of this realm can do nothing to stop us. Tuy nhân vật chính lên tiếng ngay sau đó, nhưng theo mình đây không phải là lời đáp trả cho động thái hăm dọa từ Hespera. Vì một trailer phim thì hiếm khi sắp xếp tình tiết liền mạch như vậy. Có lẽ Hespera nói câu thoại trên với người chị em Calypso hoặc là chính phù thủy Shazam.
Khi cuộc đối thoại giữa hai phe vừa kết thúc, Hespera đã sáng cho Saza một cú cước trời sáng. Đây là một phân cảnh rất ấn tượng, nhất là khi diễn viên Helen Mirren đã bước sang tuổi 77. Mặt khác, cú đá này còn thể hiện sự đối lập đối với trailer đầu tiên. Cụ thể, ở đoạn giới thiệu trước, siêu anh hùng áo đỏ tỏ ra khá củ nhây, dù bối cảnh không có gì khác biệt. I've seen all of the Fast and the Furious movies, lady. It's all about... Vì vậy, pha tấn công của Hespera có thể thay lời muốn nói của đạo diễn David F. Sandberg rằng anh sẽ tìm cách cân bằng giữa hai yếu tố là hài hước và nghiêm túc. Ngay sau đó là những cảnh đúc nguyên từ phần phim trước khi Billy Batson biến hình từ trên tầng thượng tòa nhà. Cậu còn kể lại về việc đã san sẻ sức mạnh như thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả được thấy hội anh chị em của Billy sống và làm việc ra sao. Họ có vẻ khá tự tin và thoải mái với món quà từ trên trời rơi xuống này. Trong phân cảnh gia đình Shazam hành động, bài nhạc nền Started From The Bottom của rapper Drake vang lên. Đây là dụng ý của nhà làm phim rằng hội chị em của Billy cũng đã từng dưới đáy xã hội là tâm điểm của trêu chọc, nhưng giờ đây đã vươn mình trở thành siêu anh hùng bảo vệ cả thành phố. Xong, hội bạn trẻ chưa kịp tận hưởng cuộc sống siêu anh hùng bao lâu thì đã có biến, Hespera nói. Câu thoại này liên hệ trực tiếp tới những sự kiện của phần trước khi Billy nhận được nguồn sức mạnh vô biên. Sau đó, cậu còn san sẻ năng lực siêu phàm này cho những người bằng hữu để đánh bại tiến sĩ Sivana. Cần biết, một trong những nguồn năng lượng cho Shazam đến trực tiếp từ vị thần Titan hùng mạnh này. The stamina of Atlas. Như vậy, mục đích của hội trẻ em nhà Atlas đã được sáng tỏ. Họ muốn đòi lại nguồn sức mạnh to lớn của người cha và sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích đó như những gì Hespera đã nói ở đầu trailer. Nhưng vì sao hội chị em này lại hành động cực đoan đến như vậy? Theo mình, việc Billy có được sức mạnh đã vô tình ảnh hưởng tới đỉnh Olympus, khiến hệ sinh thái nơi đây trở nên cằn cỗi, khô héo. Bằng chứng là trái táo vàng đã bị nhuộm đen trong tay Hespera. Do đó, họ mới muốn đòi lại sức mạnh cho bằng được. Người chị cả tiếp tục làm rõ góc nhìn của mình khi cho rằng ai đó đã cướp sức mạnh từ cha của bà. Đặt vào bối cảnh trailer, thật dễ kết luận người chị cả đang nói với Billy. Sự thật lại chưa hẳn là vậy. Quang cảnh xung quanh bà rất tối, chỉ có ánh lửa bập bùng, chưa kể còn có cả song sắt. Như vậy, rất có thể đây là nhà tù không thuộc trái đất mà thuộc về những vị thần Olympus, và theo mình, Hespera đang giàn mặt phù thủy Shazam, người đã chọn Bill Batson làm chiến thần trái đất. Dù trailer thứ hai nghiêm túc hơn rất nhiều so với đoạn phim đầu tiên, nhưng nó vẫn được lồng ghép những câu thoại chọc cười đậm chất Shazam. Quang cảnh đằng sau anh rõ ràng là trốn ăn chơi, vì vậy người đang đối thoại cùng Shazam có lẽ không phải là Hespera, đó là ai? Theo những nguồn tin phim thu thập được thì người này là Wonder Woman. Tuy nhiên, đây không phải là hàng xịn mà chỉ là phù thủy Shazam cải trang để hướng dẫn Billy cách làm chủ sức mạnh. Nhưng không ngoại trừ khả năng nữ thần chiến binh sẽ xuất hiện trong phần phim này vì cô vốn có mối quan hệ mật thiết với những vị thần đỉnh Olympus. Hơn nữa, công chúa Diana còn từng chạm trán với thần chiến tranh Ares. Trong phân cảnh kế sau, khán giả được thấy cậu bạn Freddy trong nhân dạng siêu anh hùng sấn sổ tiến tới hai chị em nhà Atlas trước khi bị tước đi sức mạnh bởi cây quyền trượng Shazam. Về sau, cô chị Mary cũng chịu chung số phận, rất may là được Billy giải cứu kịp thời. Tới đây, có thể kết luận những đứa con của Atlas sẽ làm gọi cả gia đình Shazam, chỉ trừ Billy. Ở một cảnh gần cuối trailer, rõ ràng môi trường xung quanh đang bị thiệt hại và hỗn loạn nặng nề, nhưng chỉ có mình Billy là ở nhân dạng anh hùng, còn lại đều đã trở về vóc dáng thiếu niên. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy nãy giờ mình chỉ nói đến hai người con của Atlas, trong khi có đến ba người xuất hiện. Vậy cô con gái còn lại đâu? Trở lại cảnh Freddy bị bắn hạ, ở đằng sau có một cô gái mặc đồ bình thường, đó chính là em út Anthea, được thủ vai bởi Rachel Zegler. Qua những sản phẩm quảng bá, cô là người chiếm ít spotlight nhất trong ba chị em. Đến nay, ta mới chỉ biết Anthea có một siêu năng lực gì đó mà mình nghĩ là thao túng và biến đổi không gian như trong cảnh này. Hoặc là đây. Vì ít xuất hiện, nhân vật này càng để lại nhiều dấu hỏi. Rốt cuộc vai trò của cô là gì? Dễ thấy, Anthea có vẻ tách biệt khỏi hai người chị của mình. Theo một số hình ảnh hậu trường và trong trailer, Anthea có vẻ khá thân mật với nhân vật Freddy. Như vậy, động thái tấn công của Freddy có lẽ nào là để bảo vệ Anthea và cô em út này sẽ quay lưng với hai người chị để chiến đấu cùng Shazam? Trong phân cảnh chiến đấu với Calypso, Shazam nói, đây là một chi tiết gợi nhắc về series Game of Thrones. Theo đó, Khaleesi là danh xưng mà người Dothraki dùng để gọi vợ của lãnh chúa. Vị trí này từng thuộc về Daenerys Targaryen, người được biết đến là mẹ rồng của vùng Westeros. Tuy nhiên, Shazam đang châm chọc Calypso, người cũng đang ngồi trên một con rồng như nữ hoàng Daenerys. Ngoài ra, đây còn là động thái tôn vinh văn hóa đại chúng của nhà Warner.
Còn nhớ trong trailer trước, họ cũng cho búp bê quỷ ám Annabelle xuất hiện một cách thoáng qua. Trong phần phim trước, ngay sau khi trao lại sức mạnh cho Billy, phù thủy Shazam đã tan thành tro bụi. Nhưng ở phần phim này, ông đã trở lại với một diện mạo trẻ trung hơn nhiều. Tuy nhiên, những thông tin hiện tại là quá ít để chúng ta có thể đưa ra kết luận. Điều duy nhất có thể chắc chắn đó là ông sẽ đóng vai trò như một người cố vấn, chỉ lối cho Billy Batson trên đường hành hiệp và ông chắc chắn sẽ có mối quan hệ rõ ràng với những đứa con của Atlas. Và chi tiết đáng chú ý cuối cùng trong trailer là sự xuất hiện của một loạt sinh vật ghê rợn chỉ tồn tại trong văn hóa Hy Lạp cổ, chẳng hạn như kỳ lân, rồng, chimera, minotaur và còn nhiều quái vật nữa mà trailer chưa tiết lộ hết. Rất có thể, những con quái vật này là do chị em nhà Atlas giải phóng để đối đầu với gia đình Shazam. Vì vậy, có thể nhóm anh hùng trẻ tuổi sẽ phải đối đầu với thách thức khổng lồ ngay từ những phút đầu tiên. Và đó là những chi tiết thú vị nhất mà mình đúc kết được từ trailer. Còn bây giờ sẽ là giả thuyết về những gì sẽ xảy ra trong Shazam Fury of the Gods. Khoảng đầu phim sẽ miêu tả cuộc sống siêu anh hùng của nhóm bạn nhỏ. Họ có cứu người, trừ gian diệt ác nhưng chưa thực sự trưởng thành, không thể bỏ qua những trò nghịch ngợm tuổi trẻ. Do đó, nhóm Billy mới cần một người cố vấn mà cụ thể ở đây là phù thủy Shazam. Nhắc đến tay pháp sư già, có thể mối quan hệ giữa ông và những người con của Atlas đã được hình thành từ rất rất nhiều năm trước và họ chưa bao giờ thoải mái với việc sức mạnh của cha lại được trao vào tay kẻ khác. Này, nhìn thấy Olympus ngày càng cằn cỗi, những nữ thần mới nổi giận bừng bừng, quyết tâm lấy lại những thứ thuộc về đấng sinh thành và gieo rắc tang tóc xuống thế gian. Với sức mạnh khổng lồ trong tay, nhóm nữ thần dễ dàng tước đoạt năng lực của toàn bộ thành viên gia đình Shazam, chỉ trừ Billy Batson. Tuy nhiên, hai người chị lại không thể ngờ cô em gái Anthea lại đổi phe, quyết định trợ giúp chiến thần trái đất. Về sau, nhiều khả năng Hespera cũng sẽ hoàn lương, để lại Calypso là ác nhân duy nhất. Sau khi nhìn thấy bạn bè, người thân lần lượt gặp nguy hiểm vì những quyết định nông nổi của mình, Billy mới thực sự trưởng thành. Cậu quyết định sẽ tham chiến một mình và đánh bại người con thứ của Atlas. Mình cho rằng Billy sẽ bỏ mạng trong trận chiến khốc liệt này, nhưng rồi cậu sẽ được hồi sinh bởi Wonder Woman. Hết phim. Và đó là toàn bộ những chi tiết và giả thuyết mà phim đúc kết được từ trailer thứ 2 của Shazam Fury of the Gods. Với tính nguyên bản của câu chuyện, bộ phim hoàn toàn có thể trở thành giải pháp cho vũ trụ DC vẫn đang loay hoay tìm lối đi riêng. Hãy cùng hy vọng Billy Batson cùng những người bạn sẽ tiếp tục gặt hái thành công, mang đến một trải nghiệm vui vẻ nhưng cũng không kém phần sâu sắc cho khán giả nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video của phim ngày hôm nay. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.